Dạ, em Tùng à, chào anh em. Thì cận Tết thì mình sẽ lên cho anh em một vài cái mẫu ví. Những anh em nào đang có cái ví cũ thì mình thay ví mới ha. Thì Tùng gửi đến anh em xem cái Tommy, nó là da lộn ha. Cái này từ Mỹ về. Thì nó là cái dây này, cái dây nó là dây bằng đồng ha. Dây bằng đồng và da. Thì da này da rất là dày ha anh em ha. Da rất là dày. Và nó có chứa các cái này cũng khá là dày ha, dày hết. Đó, cái này thì bỏ căn cước công dân, ok. Dây thì dây đồng, ba lớp da dày. Ở cái này của bà chị lấy từ Mỹ về, thì nó là da lộn nha anh em. Đây, thì kích thước nó là 10, 10 và 12. Nói chung là chuẩn kích thước là 10 hết nha. Mình khỏi phải đo lại ha, 12. Rồi, ok thì mình có vài cái này thôi, Tommy ha. Rồi cái này nữa, cái này chỉ có một cái thôi. Ok. Da chăm chăm luôn. Dây kéo thì dây đồng, cái hiệu IKK ha. Dây là dây hiệu IKK. Cái đường chỉ đồ họ may rất là đẹp ha. Cái này thì da lộn. Đó, da lộn ha. Rồi mình chùi ra này hết. Rồi thì 800 ngàn một cái ha. Thì mình có cái này nữa. Cái này thì da lưng này khá là ấy ha, khá là dày. Thì dây nó nằm ở trong này. Kích thước thì tận sớm mình cũng đã đo rồi. Cái này rồi. Đây. Rồi anh em nào chọn cái nào thì hú em Tùng ha. Ví dụ như cái này nó là ông địa. Ông địa thì da nó là màu đen xanh ha. Da nó thì khá dày, nó tầm khoảng 2 ly rưỡi. Cái dây này, dây IKK này. Dây đồng. Rồi, màu đen, có cái màu Tommy. Mình có một cái Tommy này cũng khá là dữ ha. Đây, cái này chỉ có cái thôi ha. Da hết ha. Rồi anh em nào quan tâm thì liên hệ mình. Cái tôm cái ông địa cái màu này khá là đẹp ha, khá là đẹp anh em ha. Đây, ông địa này khá là đẹp. Rồi còn màu đen da hột ha, cũng ông địa luôn. Ok, cái màu này thì màu đen này cũng khá là đẹp luôn. Đấy. Rồi, anh em quan tâm thì liên hệ em Tùng 0962 232 180. Thì mình làm video rõ ràng hết cho anh em ha, rất là kỹ. Anh em cứ chọn cái nào chụp lại màn hình ha, rồi gửi cho em và cho số địa chỉ mình gửi cho anh em. Đây. Hiện tại thì mình có ông địa thì cái màu này chỉ có 4 cái thôi. 4 cái. Còn cái này. Cái này thì có một cái thôi ha. Đây. Này da khá mềm. Ok, thì mình sẽ gửi nữa đến anh em một cái Zenith đi. Anh em cần Zenith thì liên hệ mình luôn ha. Cũng 800 ngàn ha. Cái dây này thì nó khá là dài. Nó dài tới 1m30. Thì anh em về chỉ có cần mở cái này ra đo rồi khoan vô một cái lỗ. Rồi mình cắt đúng cái kích thước của mình thôi. Cái này là da. Da chầm chầm hết ha. Và bờ ngang của nó thì nó khoảng 38 ha, 38. Rồi, cảm ơn anh em.